Kỷ nguyên hải tặc, game One Piece chuẩn nguyên tắc, cam kết tính năng độc quyền, update không hồi kết, tải game ngay, kỷ nguyên hải tặc.com. Bản lĩnh thuyền phó, những lần Zoro gánh team siêu hạng. Hello, xin chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với băng hải tặc Sam Soi. Chúc mọi người một ngày tốt lành nha. Oda từng nói rằng băng Mũ Dâm hiện tại không có thuyền phó, cũng không có force lãnh đạo. Nhưng qua hơn 1.000 chapter, anh em fan One Piece chúng ta đều đã tự nhận thấy rằng Zoro thực sự là một thuyền phó không cần công nhận, với đầy đủ bản lĩnh, sức mạnh và vị thế. Nhiều lần các nhân vật trong truyện cũng gọi anh đầu tảo là thuyền phó, hay chính Oda cũng từng hiền vô số lần về việc Zoro là đồng đội trung thành và không thể thay thế nhất của Luffy đấy. Vậy bản lĩnh của thuyền phó Zoro được thể hiện nhiều nhất khi nào? Khi ăn nhậu cùng Sasuke để thằng thuyền trưởng ăn hành ngập mồm, hay khi mất trí nhớ tặng cho Luffy hai vết chém siêu ngầu trên ngực? No, với cá nhân mình thì là ở những lần anh gánh cả bầu trời trên vai đấy. Để tìm hiểu rõ hơn, mời anh em cùng tiến vào nội dung chính của video nha. Zoro cần toàn bộ thợ săn tiền thưởng tại Whiskey Peak. Theo hành trình được dẫn bởi Log Post, băng Mũ Dơm tiến về một hòn đảo tên là Whiskey Peak, một nơi siêu đặc biệt vì người dân không những không sợ hải tặc mà còn tiếp đãi họ như một người anh hùng, có đầy đủ rượu thịt và các cô nàng xinh đẹp. Những thành phần dễ dãi như Luffy, Chopper, Sanji ngay lập tức bị chuốc rượu cho say bí tỉ và mất đi khả năng chiến đấu. Nami dù tử lượng ở tầm vũ trụ nhưng sức chiến đấu thì chỉ ở mức vũ công mà thôi. Chỉ duy nhất một mình Zoro với giác quan nhạy bén cũng như kinh nghiệm làm thợ săn hải tặc, anh nhận ra ngay hòn đảo này toàn là thợ săn tiền thưởng đang nhắm đến cái đầu của Luffy. Điều đáng nói hơn là thay vì gọi Luffy và Sanji dậy cùng chiến đấu, Zoro quyết định một mình cân hết. Chỉ trong vòng một đêm, Zoro đã xử gần hết hoàn toàn hàng trăm thợ săn trên đảo, bao gồm cả một số sĩ quan cấp cao của tổ chức Bá Đạo Quốc, thậm chí còn góp phần cứu công chúa Vivi, nhưng anh lại nhận một cái kết không thể ú ớ hơn. Luffy tỉnh lại nhìn thấy xung quanh đâu đâu cũng là người nằm la liệt, hỏi ra mới biết là do tên kiếm sĩ đầu xanh. Với cái tính ngốc nghếch từ trong bụng mẹ của mình, Lù đã không nghe Zoro giải thích mà gán cho anh cái tội danh ăn cháo đá bát, ăn cơm đá ông đầu bếp. Người ta cho mình ăn ngon, uống ngon mà lại ra tay làm tổn thương rồi lập tức lao vào đòi solo với những chiêu thức phun sức mạnh. Zoro sau nhiều lần giải thích bật thành cũng bắt đầu cay cú và đáp trả. Nếu không nhờ Nami xuất hiện giải thích mọi chuyện bằng tuyệt kỹ bon đầu thì có lẽ hai thanh niên này đã choảng nhau sứt đầu mẻ trán rồi anh em ạ. Nói không hòa ở lần này, một mình Zoro đã gánh cả tàu trên vai, thậm chí còn gián tiếp cứu luôn cả vương quốc Alabasta. Bởi vì mọi người thử nghĩ đi, nếu như anh không tỉnh táo nhận ra điểm bất thường, chẳng phải cả công chúa Vivi và băng Mũ Dơm đều sẽ bị bắt hết rồi sao? Một like cho anh đầu tảo nhá! Hạ gục T-Bon. Nếu anh em đã quên, thì T-Bon là một thanh niên sĩ quan hải quân cực mạnh, có biệt danh là kẻ cắt tàu. Trên hành trình ngôi hải liệt xa để đi tìm lại Robin, băng Mũ Dơm cùng một số thành viên của Gandila đã đối mặt với những tên này trên biển. Đa số mọi người đều nghĩ, phen này xong rồi, bởi vì T-Bon có thể cắt đôi toa tàu ra khiến họ rơi xuống biển. May thay, Zoro vào giờ phút quyết định ấy đã tỏa sáng rực rỡ, nhảy lên boong tàu đòi solo. Dù trận chiến chỉ xảy ra trong vỏn vẹn vài ba chiêu, tuy nhiên ta có thể thấy trong bất cứ chiêu nào, anh đầu tảo cũng ao trình cả anh em ạ. Cuối cùng, T-Bon bị đánh bại và toa tàu được tiếp tục lên đường. Zoro đúng hiên ngang trong sự ngưỡng mộ và bất ngờ của mọi người. Nói thật là mình thấy khi ấy, trên tàu có cả Luffy, nhưng cậu ra tay có khi chưa chắc đã được thuận lợi đâu anh em ạ. Bởi vì ở đây là giữa biển mà. Cho nên nói Zoro gánh team phần này không có gì sai cả. Về phần T-Bon, sau khi bị hạ gục và rơi xuống biển, bằng một cách thần kỳ nào đó, tên này vẫn còn sống và hiện tại đang phục vụ dưới trướng của thủy sư đô đốc Akainu. Trong tương lai, có lẽ sẽ tiếp tục xuất hiện trong các trận thủy chiến với sức mạnh được tăng lên khá nhiều đấy anh em ạ. Có điều vẫn xấu như con gấu ăn phá lấu mà thôi. Liều mạng với Kuma. Sau trận chiến tại Thriller Bark, đa số các thành viên băng Mũ Dơm đều không còn khả năng chiến đấu, đặc biệt là Luffy, thì bất ngờ thất vũ hải Kuma xuất hiện. Ông nói rằng được lệnh phải bắt Luffy Mũ Dơm. Zoro và Sanji, hai thanh niên duy nhất còn đủ sức để đương đầu. Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó, họ nhận ra việc hạ Kuma trong tình trạng hiện tại còn khó hơn đỗ đại học Bách Khoa, nên bắt đầu chuyển sang hướng thứ hai mang tên đổi mạng. Cả hai đều chấp nhận đổi mạng sống của mình cho Luffy, thậm chí còn quan tâm lẫn nhau. Đến cuối cùng, bản lĩnh thuyền phó của Zoro được chứng tỏ là cao tay hơn. Anh đánh ngất Sanji và chấp nhận hy sinh bản thân. May thay,
Kuma không giết mà thay vào đó là ép sự đau đớn của Luffy ra ngoài, yêu cầu Zoro gánh chịu toàn bộ. Không chút do dự, anh lập tức bước vào trong sự không phục của Kuma. Đến khi tỉnh lại, Sanji mới hốt hoảng đi tìm Homie và thấy anh đang đứng thẳng lưng, mặc cho trên người toàn là vết thương chí mạng. Điều đáng nói nhất là Zoro không nhắc gì đến chuyện đó cả anh em ạ. Giống như việc hy sinh cho đồng đội là điều mà anh phải làm vậy ấy. Cao cả như thế, không làm phó lãnh đạo thì ai làm đúng không nào? Từ nay gọi anh là Zoro Show nhá. Đại náo Long Cung Thành. Khi bước chân vào vương quốc người cá, ban đầu bọn Muzum được chào đón tương đối nồng nhiệt do có mối quan hệ với một vài người dân ở đây. Tuy nhiên, sau khi nhà tiên tri vũ trụ Chân Dân phiên bản nữ báo cáo về việc nhìn thấy Luffy hủy diệt vương quốc người cá, và rồi như một cách điều phòng bị, đội quân hoàng tộc đã bắt đầu bắt các thành viên bằng Muzum để tra hỏi về nguyên nhân. Lúc bây giờ, Luffy và Sanji đang bận chiều hòa ghẹo nguyệt chưa kịp có mặt, trong khi Brook, Usopp và Nami thì đang bị dồn đến trần tường. May thay, Zoro sau pha vượt ngục chuẩn Hollywood đã đến kịp lúc. Với sức mạnh lúc bấy giờ, anh áp đảo gần như hoàn toàn những tộc nhân người cá, kể cả vua Neptune có định thần ra tay thì cũng bị one hit như thường. Kết quả là bị trói lại giống như mấy con cá trong chợ vậy các bạn. Này thì nhờn với anh đầu tảo này. Nhưng mà chưa hết đâu. Sau đó, khi Hordijon làm phản liên tục tấn công vua Neptune cùng với các cận vệ hoàng gia, cùng chính Zoro đã hạ gục hắn bằng một nhát kiếm ngay dưới nước trong sự thán phục của mọi người. Nhiều khi nghĩ cũng tội, thằng thuyền trưởng và thằng đầu bếp đang được ăn chơi trác táng thì mình phải gánh cong cả lưng, mệt mỏi thật sự. À, ngoài ra thì chi tiết đó cũng được cộng đồng fan bàn tán trong thời gian khá dài, rằng trong trận chiến giữa Zoro với Hordijon, hắn được chiến đấu dưới nước, tức là mạnh hơn gấp nhiều lần so với bình thường, mà bị one hit trong một chiêu. Sau đó trong trận đấu với Luffy, hắn nốc thuốc tăng sức mạnh lên hàng chục lần và gây không ít khó khăn cho Luffy. Vậy khi ấy, Luffy hay Zoro mới là người mạnh hơn? Tranh cãi nhiều, nhưng mà chẳng bao giờ có đáp án cả anh em ạ. Vậy mọi người nghĩ sao? Comment bên dưới nhá. Chuỗi hành động tại Băng Hà Giác. Băng Hà Giác là một trong những nơi đầu tiên băng mũ dơm tiến tới sau khi bước chân vào tân thế giới. Có lẽ vì lạ nước lạ cái nên Luffy đã xém chết dưới tay của Seiya. Biết được việc đó, Zoro tỏ ra vô cùng quan ngại, chạy lên trước và nhắc nhở Luffy rằng hành trình tại tân thế giới mới chỉ bắt đầu mà thôi, và nếu cậu cứ khinh suất như thế này thì công sức 2 năm tập luyện coi như bỏ sông bỏ bể. Nghe được những lời đó, Luffy như bình tĩnh và sau đó xém chết dưới tay của Monet. Chán thằng thuyền trưởng thật đậy. Mặt khác, Zoro lại tỏ ra một phong thái gánh tìm đỉnh của Chop trong arc này. Anh dễ dàng hạ gục con rồng hung hãn, đặc biệt nhất là ngăn cản tuyết yêu thương của Monet, tránh việc tiếp tục bám theo, quấy rối đồng đội của mình. Điều đó là cực kỳ quan trọng đấy các bạn, bởi vì năng lực tuyết ấy thực sự rất là ghê gớm, đến cả Luffy còn gặp khó khăn và sẽ mất mạng. Công bằng mà nói, dù trên hòn đảo Băng Hà Giác lúc ấy có cả Virgo, Law, Smoker, Seiya, thì mình luôn tin một điều rằng, trừ Luffy ra, Zoro lúc bấy giờ chính là người mạnh nhất. Bất cứ phản trung lập nào sẽ bác đó, có lẽ cũng sẽ thấy vậy. Thậm chí nếu solo với Luffy, mình cũng không dám chắc là Kulu có thể thắng được luôn không ấy. Ngoài ra, anh đầu tảo cũng là người được các nhân vật khác ca ngợi về sức mạnh nhiều 203 nhất kể từ 2 năm time skip. Ta có thể kể đến Tatsugi, Chopper và Monet. Vừa mạnh vừa đẹp trai, lại có thêm quả mắt chuột bí ẩn nữa, bảo sao khối chị em đổ như ngả dạ đúng không nào? Đối đầu với những kẻ mạnh nhất Dressrosa. Chung cuối phản diện tại Dressrosa, hẳn anh em đều biết là Doflamingo đúng không nào? Tuy nhiên, có một kẻ mạnh hơn cả Doffy, thậm chí có thể nói là mạnh nhất nơi đó, không ai khác ngoài đô đốc hồ tím Fujitora và người được Oda giao trọng trách cầm chân Iso, không ai khác ngoài anh đầu tảo nhà ta. Anh đã ít nhất 2 lần đối đầu với đô đốc hồ tím, dù chỉ trong vài chiêu cơ bản, nhưng cũng đủ để giảm bớt rất nhiều rắc rối cho Luffy và các thành viên khác. Trong khi đó, dù còn phải chiến đấu với kẻ mạnh thứ hai trong gia tộc Don Quixote với năng lực đất đá siêu khủng, Pika. Trừ chiến trường trên đỉnh lâu đài của Luffy ra, những gì bên dưới Zoro là người lo liệu nhiều nhất. Đúng kiểu gánh cả bầu trời, ta có thể kể sương sương như cứu Usopp, cứu Robin, cứu quốc vương Riku, cứu Pika, hướng dẫn người dân, ngăn chặn lồng chim co lại. Cuối cùng, còn đảm nhận nhiệm vụ bảo kê khi Luffy quá mệt mỏi sau trận chiến nữa. Theo mô típ bình thường, chúng ta có thể hiểu một điều rằng sẽ không có bất kỳ thành viên nào trong băng mũ dơm được phép mạnh hơn Luffy, nhưng mình lại thấy có gì đó lạ lắm anh em ạ. Cụ thể là sau time skip ấy, Zoro luôn tỏ ra một sức mạnh áp đảo trông vào như vượt trội hơn cả Luffy vậy. Bằng chứng là anh dễ dàng hạ gục những đối thủ mà Luffy gặp khó khăn như là Monet, Pika, đến cả giao chiến với đô đốc cũng thấy anh đầu tảo có nhiều cửa bật hơn là Lu nữa. Biết đâu là vì nguyên nhân nào đó, Oda mới không để cho Zoro chiến đấu cùng Doflamingo, tránh tình trạng Luffy không có ai để đấm.
Thề với anh em, không phải là mình tăng bốc quá đâu, mà nó thực sự đáng để nghi ngờ đấy. Tuy nhiên, chuyện này dù sao cũng đã chính thức kết thúc khi Luffy tiến đến đảo bánh và nâng cấp vô số sức mạnh sau trận chiến với Katakuri rồi. Vậy có anh em nào từng nghi hoặc điều đó không? Có thì comment bên dưới cho mình biết nhá. Đỡ đòn Hakai. Và cuối cùng, có lẽ là khoảnh khắc bất kỳ fan Zoro nào cũng nghĩ đến ngay khi thấy tiêu đề video. Không đâu khác, chính là pha chặn đòn Hakai trên trận chiến đỉnh sọ. Đầu tiên ta phải nói đến uy lực của đòn tấn công đó. Nó bao hàm toàn bộ những gì mạnh mẽ nhất của hai tứ hoàng. Nghe cách nói chuyện của bộ đôi này, chắc chắn họ nghĩ rằng trên đời này không ai đủ sức ngăn cản. Đâu phải tự dưng nó mang tên là Đế Hoàng Đại Dương đúng không nào anh em? Thậm chí những thanh niên trẻ trâu khi chứng kiến đòn đó còn phải thốt lên rằng toang rồi bu em ạ. Cá nhân mình thấy đây là chiêu thức mạnh nhất từng xuất hiện trong One Piece tính cho đến hiện tại rồi đấy. Đương nhiên, nói Zoro chặn được đòn đó là không đủ tuổi. Tuy nhiên, xét một cách trực quan hơn, nỗ lực của anh đầu tảo đã cầu kéo đủ thời gian để cứu 4 thanh niên kia một bàn thua trông thấy. Chứ mà ăn trọn phạt đó thì thôi, chuyện thái y chứ đánh đấm gì nữa anh em ơi. Cũng sau đòn đó, Zoro bị thương cực nặng và gần như không thể chiến đấu lâu dài với kẻ đầu được tiếp. Nhưng nhiều đó thôi là cũng đủ để ta khẳng định rằng Zoro đã gánh cả 4 thanh niên kia trên vai trong pha này. Ngoài ra, anh còn gánh cả Wano trên lưng nữa. Đơn giản, vì nếu như họ bị Bích Cài hạ gục thì còn khởi nghĩa gì được nữa đúng không nào? Cơ mà, mình vẫn còn một thắc mắc nho nhỏ là tại sao sau đó Bích Cài lại không tìm cách tung ra Hakai thêm lần nào nữa? Vì biết rằng bọn nhóc sẽ né được do mất yếu tố bất ngờ hay là nó chỉ dùng được một lần? Anh em nhớ cho mình biết ý kiến bên dưới nhá. Và rồi, đó cũng là video hôm nay về những lần Marimo hóa siêu anh hùng gánh mọi thứ trên vai. Anh em thấy còn thiếu lần nào nữa không nhỉ? Nếu có thì nhớ để lại comment bổ sung cho mình bên dưới nhá. Giờ thì góc bình luận thẳng tiến thôi. Đầu tiên là bạn Deplin. Dâu đen chạm trán với Brook thì Brook có chết không? Nếu chỉ chạm vào để vô hiệu hóa chắc quỷ thôi thì không chết được, vì mấy lần rơi xuống biển hay bị ngâm nước, ông xương cũng chỉ mất đi sức lực mà thôi. Bạn Khoa Lê. Luffy có tin tưởng Zoro là hoa tiêu khi Nami đi vắng không át? Có chứ bạn, nhưng mà là có cái nịt đấy. Chuyện gì thì mình không biết, chứ Luffy thì vô cùng kỳ thị khả năng xác định phương hướng của Zoro luôn đấy. Và cuối cùng là bạn Ngọc Hải. Liệu sẽ có cuộc chiến giữa Akainu và Luffy không thuyền trưởng? Chắc chắn là có luôn, đây sẽ là một trong những trận chiến đỉnh cao nhất One Piece đấy. Vừa mang tính chất trả thù, lại còn mang tính chất đối nghịch giữa hai phe, hải tặc và hải quân. Nói chung là hết nước chấm luôn. Cuối cùng, nếu anh em nào thấy video hôm nay thú vị thì đừng ngần ngại để lại cho thuyền trưởng Samsung một like, một đăng ký kênh, cũng như comment bất cứ điều gì mọi người muốn nói bên dưới nha. Cảm ơn anh em đã xem đến cùng. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các thuyền viên ở những video sau.